Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin chào tất cả quý vị khán giả, hôm nay Phương Văn trở lại câu chuyện của người cha và bé Vân An 8 tuổi lùm xùm trong thời gian vừa qua, mà cộng đồng mạng, tất cả những người con trên thế giới cũng như là tất cả chúng ta đều đang phẫn nộ về câu chuyện của người cha của bé 8 tuổi Vân An đó quý vị khán giả. Thực sự mà nói, trong câu chuyện này không ai mà cầm được nước mắt khi mà bé Vân An ra đi vĩnh viễn không về, vì sự bạo hành của một người dì ghẻ quý vị khán giả. Phải nói là chúng ta đẫm nước mắt, và không còn cái đau đớn nào hơn khi mà con ra đi dưới bàn tay của mụ dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Quý vị khán giả thân mến, khi mà chúng ta biết được cái câu chuyện mà bé Vân An trong suốt thời gian dài ở với người cha đó quý vị khán giả, thấy cái hoàn cảnh của bé Vân An phải nói là rơi nước mắt quý vị khán giả, và người mẹ cũng là đau khổ trong suốt cái thời gian dài quý vị khán giả ơi. Đôi khi trong cuộc đời này chúng ta không có nghĩ tới cái câu chuyện mà một ngày kết thúc cái sự đau đớn của con mình ra đi trong vòng tay của người cha ruột của mình và mụ dì ghẻ, mà chính người cha của mình cũng trong những giờ phút đó cũng đã từng chứng kiến người vợ bé, người tình, người hờ của mình hành hạ bé Vân An, hành hạ con mình cho đến nông nổi như vậy. Thật sự không hiểu nổi một người cha này có xứng đáng làm cha hay không nữa quý vị khán giả. Vậy mà cái sự tàn độc của người cha này chúng ta thấy là xã hội không thể nào mà chấp nhận được một con người như vậy. Một người có ăn có học đàng hoàng đó quý vị khán giả. Cha mẹ cho ăn học đàng hoàng mà đến khi mà trưởng thành rồi, chính cái người con ruột của mình mà người cha không biết bảo vệ cho con mình. Thử hỏi người cha này có xứng đáng làm cha hay không, hay là làm một cái con gì đó. Thôi thả họ đi vô rừng mà sống đi quý vị khán giả. Vì trên đời này con người nó đâu có thể nào mà tàn ác tới nỗi như vậy quý vị khán giả. Phải nói qua câu chuyện của bé Vân An, chúng ta đẫm nước mắt những người phụ nữ vô cùng đau khổ quý vị khán giả. Khi mà Phương Văn chia sẻ tin tức và mấy hôm nay nắm được những cái thông tin đó, thì thật sự là khi mà biết được cái thông tin mà chính xác từ báo chí chính thống thì chúng ta mới dám chia sẻ và mới dám phân tích cụ thể quý vị khán giả. Chính những người cha như thế này, họ không xứng đáng làm cha nữa, họ trở thành những con vật nuôi, cũng như là có thể là bản tính họ không còn là con người nữa quý vị ạ. Cái phần con nó nhiều hơn cái phần người, cho nên khi mà 4 tiếng đồng hồ sau khi mà bên công an điều tra đó quý vị khán giả, không phải là người cha đi làm mà là người cha ở nhà trong suốt 4 tiếng đồng hồ, khi mà trích xuất camera đó quý vị khán giả, là người cha này ở nhà trong 4 tiếng đồng hồ, là cái thời gian mà cuối đời của bé Vân An đó quý vị khán giả, hết sức là đau đớn. Người cha cũng chứng kiến ở nhà mà để cho con vợ hờ, vợ bé, người tình của mình mà hành hạ con mình tới mức độ đó quý vị khán giả, dùng cây, dùng gậy, dùng gọc, rồi là dùng những cái tay chân của mình đánh đạp vô bụng, đánh vô đầu, rồi khi mà bé ngã xuống thì tiếp tục dựng bé lên và tiếp tục có những cái hành vi bạo hành tiếp theo. Quý vị khán giả thấy bé 8 tuổi nó đâu còn sức chống cự nữa quý vị khán giả. Khi mà nói đến đây, chúng ta là người làm cha, làm mẹ, thật sự là Phương Văn hết sức là nghẹn lòng quý vị khán giả. Thử hỏi đi, con bé mới có 8 tuổi mà trong lúc đó là không biết kêu cứu với ai, không biết cầu cứu với ai. Cái sự đau đớn về thể xác và đau đớn về tinh thần để cho con ra đi trong cái uất ức ngạn ngào như thế quý vị khán giả, không thể mà kìm được nước mắt. Và khi biết được cái thông tin mà báo chí chia sẻ là cái cô mà là vợ bé vợ hờ Nguyễn Võ Quỳnh Trang này nói hành hạ bé tới nỗi đó, khi mà bé đã yếu rồi gọi người cha về, rồi người cha mới thấy con như vậy đem con vô
trong toilet để là hút và đồng thời là chở đi cấp cứu. Nhưng mà thực sự sau khi công an điều tra rồi là càng càng đau đớn hơn quý vị khán giả, cộng đồng mạng trên khắp thế giới. Phải nói là trong cái câu chuyện này, người Việt chúng ta ở khắp thế giới, và nếu ai biết được câu chuyện này, họ cũng không thể nào mà tha thứ cho cái đôi mà chồng hờ vợ hờ này thế này quý vị khán giả. Chính người cha ở trong nhà suốt 4 tiếng đồng hồ đó quý vị khán giả, mà để cho con mụ dì ghẻ nó ra tay hành hạ con mình tới ngất lên ngất xuống, xỉu lên xỉu xuống như vậy, và tới tàn hơi kiệt sức khi bé đã bị mệt rồi không còn sức để gượng nữa, thì Nguyễn Võ Quỳnh Trang này đỡ lên ghế và tiếp tục cho bé ngồi, rồi bắt đầu hạ cẳng tay thượng cẳng chân và tiếp tục hành hạ cho bé cho đến khi mà không còn sức để chịu đựng nổi nữa là ngất liệm luôn quý vị khán giả. Phải nói là cái con người này không phải là con người nữa quý vị khán giả ơi. Hãy thả cho họ đi vào rừng cho cọp ăn xấu ăn mấy dừa, chứ còn nhất định là pháp luật phải trừng trị xứng đáng con người mà không có lương tâm. Và người cha cũng vậy nè, không thể nào là để cho người ta cha dửng dưng ngoài vòng pháp luật được. Họ là A Tòng, đồng tình với nhau, thuận với nhau trong suốt cái thời gian dài hành hạ bé Vân An. Đã là thời gian dài, không phải mới đây đâu. Từ khi mà tòa vợ chồng ly dị là tòa phán quyết đó quý vị khán giả, thì bé Vân An ở với người cha, với mụ dì ghẻ này. Và còn em trai của bé Vân An thì ở với mẹ. Và khi chúng ta biết được cái hoàn cảnh thực sự là đau đớn hơn nữa quý vị khán giả, chính cái con người mà vô lương tâm này, con người vợ bé vợ hờ này là vô phá gia can hạnh phúc gia đình của anh Thái. Quý vị khán giả thấy là cái ông Thái này ổng si mê cái cô là Quỳnh Trang này, cho nên gia đình mới tan nát. Khi đó gia đình người ta đang hạnh phúc, có trai có gái, có bé Vân An nè, có em trai nè, thì gia đình hạnh phúc. Quý vị khán giả thấy nhà có nè, đó, công ăn việc làm có nè, trình độ đại học nè, đó. Mà khi mà si mê con Nguyễn Võ Quỳnh Trang này rồi, đầu óc của ông Kim Thái này là nó ngu muội đến mức mà khờ dại không còn biết cái gì nữa. Rồi là làm cho gia đình hết sức là đau khổ, mẹ của bé Vân An vô cùng đau khổ. Quý vị khán giả thấy một người phụ nữ mà đau khổ nhất là khi chồng mình đi ngoại tình và không thể nào mà kéo níu được nữa, cho nên phải đành buông xuôi. Là ông Thái này ổng nhiều lần và ổng có những cái hành động là muốn bứt phá ra khỏi gia đình để đi theo cái cô bồ nhí này quý vị khán giả, cho nên ổng tìm mọi cách để về là không còn thương yêu vợ con nữa. Có những cái khúc mắc trong gia đình càng ngày thì nó càng mâu thuẫn càng cao. Thì ổng có cái mục đích rồi, ổng mê cái con Nguyễn Võ Quỳnh Trang này rồi, là bồ nhí đó quý vị khán giả. Rồi bây giờ ổng về nhà ổng làm đủ mọi trò mọi cách hết để cho cuối cùng thì mẹ của bé Vân An không còn chịu đựng được nữa, cho nên cuối cùng chia tay ra tòa. Thì bé Vân An được tòa xử là cho ông Kim Thái này là nuôi con bé Vân An, mẹ thì nuôi đứa em trai. Thì bây giờ dù cho là cha mẹ nuôi ai đi nữa, nhưng mà mình cảm thấy mình si mê tới mức đổi mà ngu ngục và dại khờ vì cái con bồ nhí này, thì thôi mình đừng có nuôi, mình đừng có nhận mình nuôi, để cho mẹ nuôi đi rồi mình đi làm kiếm tiền mình chu cấp cho, để cho chị em nó sống vui vẻ với nhau, và đồng thời là để có tình thương nó đầy đủ hơn. Mặc dù là chia tay thì con nó thiếu thốn tình cảm rồi đó, tình cảm bẻ đôi mà quý vị khán giả. Thì bây giờ mình nuôi không được, mình đi theo con bồ nhí này thì mình để cho mẹ nuôi đi, chứ có đâu mà mình nuôi. Rồi bây giờ trong suốt thời gian dài, từ cái ngày mà tòa phán quyết rồi là cái ông Kim Thái này ổng vớt con Võ Nguyễn Quỳnh Trang về sống chung liền quý vị khán giả. Trước đó chưa ly dị thì cặp bồ cặp bịch, tới chừng ly dị xong rồi là ổng rước cái con Nguyễn Võ Quỳnh Trang này về. Rồi từ đó là cái cuộc đời của bé Vân An nó sống trong địa ngục quý vị khán giả. Ngày nào cũng bị mụ dì ghẻ này á là
cho đòn roi hết trơn á, mà không biết tâm sự với ai, không biết làm thế nào. Quý vị khán giả thấy là tòa án người ta phân xử thì ở với ai đi nữa, cha mẹ cũng có quyền đến chăm sóc và lo lắng cho con đó. Con là con chung mà đó. Thì bây giờ là mẹ đến thăm hoặc là cha đến thăm, nhưng mà cái con người độc ác của ông là Kim Thái này nè là không thể nào mà tha thứ được. Quý vị khán giả, mình đã đi ngoại tình rồi, mình để lại cho vợ con mình hết sức là đau đớn rồi đó. Bây giờ ngu mê si mê cái con Nguyễn Võ Quỳnh Trang này đến nỗi mà dại khờ ngu ngục tới mức độ đó. Quý vị khán giả, có ăn có học đàng hoàng, có công ăn việc làm, nhưng mình ra khỏi gia đình mình rồi thì mình phải là cũng phải cố gắng mình lo cho con mình chu toàn chứ. Nếu mà con người mà có lý trí một chút á thì không ngu muội tới con Nguyễn Võ Quỳnh Trang này. Nó nói cái gì ông Kim Thái ông nghe cái đấy, và suốt thời gian dài ổng cũng từng chứng kiến là cái con bồ nhí của mình nó đã hành hạ con mình như thế nào. Cho đến một ngày mà tàn hơi kiệt sức 4 tiếng đồng hồ ở trong gia đình đó các bạn. Quý vị khán giả thấy là ông Kim Thái này, Nguyễn Võ Quỳnh Trang là nói không sự thật. Cho nên sau khi mà công an điều tra rồi đó, là 4 tiếng đồng hồ Nguyễn Võ Quỳnh Trang và ông Kim Thái ở trong cái căn hộ đó quý vị khán giả, là ông Kim Thái này ông cũng chứng kiến luôn, chứ đâu có phải là ông không có mặt ở đó đâu. Và cuối cùng cái lời khai ông thì sao? Trước đây ông cũng từng chứng kiến là Nguyễn Võ Quỳnh Trang này đã đánh con mình, nhưng ổng cũng tiếp tay luôn, ổng cứ nghĩ là đánh để gầy dạy con. Quý vị khán giả thấy một người đàn ông mà ngu muội si mê tới mức độ đó, thật sự con mình còn nhỏ đi té đau mình cũng cảm thấy xót xa đó. Rồi con kiến nó cắn con mình cũng lại so con mình, nó đau da đau thịt con mình đi té ngã, rồi con mình có những cái vết thương trên người hoặc là một cái điều gì đó mà nó tác động tới da thịt con mình cảm thấy sốt ruột chứ quý vị khán giả. Đó, tại sao làm cha mà không có một cái lương tâm, một cái gì mà để cho con người của ông Kim Thái này nó giật dậy trở thành con người, mà lúc đó ông trở thành cái con thú hoặc là quý vị khán giả, một con vật chứ không phải là còn con người nữa. Tại sao dùng những cái đòn roi mà đánh con mình ngất lên ngất xuống như vậy? Và ông Kim Thái ổng cũng từng giúp tay với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, như vậy thì ổng là đồng phạm rồi chứ đâu phải còn là người cha. Mà tại sao ổng nói nhiều lần là cũng đánh con để dạy bảo con, và đồng thời cũng đồng ý cho cái cô bồ nhí mình đánh con mình luôn. Nó đâu có đẻ, nó đâu có đau. Một con đàn bà mà vô tâm vô can đi phá hoại hạnh phúc gia đình của mình thì làm sao mà nó thương yêu con mình được? Đây là một cái vấn nạn của xã hội mà cộng đồng chúng ta phải lên án mạnh mẽ. Ngoài pháp luật trừng trị ra thì cộng đồng cũng là phẫn nộ về câu chuyện này. Không có ai có thể nào mà tha thứ được cho hai con người mà súc vật này, quý vị khán giả. Hai con người không có đầu óc, không có lương tri, và không trở thành cái phần người nữa, mà cái phần con nó nhiều hơn, quý vị khán giả. Phải nói rất là đau đớn khi biết được là ông Kim Thái này ổng là một người phản bội vợ con, để rồi ruồng bỏ gia đình để đi theo con Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Đến ngày hôm nay chính mắt ông cũng 4 tiếng đồng hồ ở trong căn hộ đó để cho con Võ Nguyễn Quỳnh Trang này nó đánh con mình cho tới là tàn hơi kiệt sức, gục lên gục xuống mà nó đỡ lên cái ghế rồi bắt ngồi đó, rồi tiếp tục nó dùng tay dùng chân nó đánh đập tiếp. Quý vị khán giả thử hỏi đi, ông Kim Thái này, ổng trong cái căn hộ nhỏ xíu gì đó, đâu phải là ông mù hay là ông đuôi hay là ông điếc đâu, mà ổng không ngăn cản con một vợ Nguyễn Võ Quỳnh Trang này. Quý vị khán giả, lúc đó con ổng là cái gì? Là cái gối bông hả? Là cái củ khoai lang hả? Hay là một vật vô hình mà ổng không nhìn thấy? Ông mù hay ông điếc hay là ông câm? Ổng cũng còn một chút lương tâm chứ, tại sao mà ổng không còn cái gì hết, quý vị khán giả. Và công an cũng phát hiện được là trong cái thời điểm đó, 4 tiếng đồng hồ đó, là ông Kim Thái ở trong nhà. Và cái đoạn sau thì là ông Kim Thái với cái Nguyễn Võ Quỳnh Trang này là xóa camera đoạn sau. Chắc có lẽ là cái đoạn sau cũng là hành hạ dã man lắm, quý vị khán giả. Cho nên con bé nó không còn sức lực nữa,
cho uống cháo ăn, cho ăn cháo uống sữa đó, nó đâu có nuốt nổi nữa, cho nên nó trào ra đó, thì lúc đó là đã không còn nuốt được nữa, là đã ngưng thở rồi. Chắc có lẽ trong cái thời điểm đó là thấy như vậy, ông Kim Thái ông mới bế con ổng đi vô trong toilet để ổng hút hút cái nỗi gì nữa. Con nhỏ đâu còn sức lực mà để chống cự nữa, quý vị khán giả. Thật sự mà khi mà nói đến thầy Phương Văn hết sức là xúc động, quý vị khán giả. Phải nói là khi nói về cái câu chuyện này là, xin lỗi quý vị khán giả, mình rớt nước mắt, mình khóc không biết bao nhiêu lần. Tại vì mình cũng từng là người phụ nữ, mình là mẹ. Tất cả chúng ta, nếu ai đã từng là mẹ rồi, chúng ta biết cái đau đớn của con mình như thế nào khi bị người khác hành hạ, như quý vị khán giả. Bởi vì người mẹ của bé Dân An, vì sao nhiều người hiện tại là một số người không hiểu và nghi vấn mẹ của bé Vân An là có vấn đề ABC, cuối cùng họ phải lên xin lỗi mẹ bé Vân An. Người phụ nữ quá đau đớn, bị chồng ngoại tình, ruồng bỏ gia đình, ruồng bỏ mẹ con. Và cuối cùng thì mẹ của bé Vân An cũng đã từng đến thăm con, nhưng mà ông Kim Thái này, ông độc quyền, ông gia trưởng, ông không cho bé mẹ của bé đến gặp một cách đàng hoàng, tử tế. Ví dụ như ở với ổng thì thứ bảy chủ nhật đi, đón con về chơi, và còn thằng em nữa làm chi. Đó thì đón về cho hai chị em nó chơi với nhau. Mà ông Nguyễn, cái ông Kim Thái này, ổng không cho, ổng ngăn cản, ổng cấm tuyệt đối. Khi mà mẹ của bé Vân An nhiều lần liên hệ với cái cô giúp việc là để là dẫn xuống, từ ở trên chung cư mà dẫn xuống đôi ba lần vậy đó quý vị khán giả, để cho mẹ bé gặp là ở dưới cái tòa nhà chung cư á, ngồi đâu đó chơi thôi, chứ không phải dẫn đi về nhà của mẹ bé hoặc là đưa đi chơi đàng hoàng đó, lén lút núp đó. Thì cái ông Kim Thái này, ông phát hiện được cái người mà giúp việc á dẫn bé Vân An này xuống mấy lần cho gặp mẹ đó, thì ông đuổi cái cô giúp việc này luôn quý vị khán giả, ông cho nghỉ việc luôn đó. Và nhiều lần cái cô giúp việc này ở trong nhà, cổ cũng chứng kiến được cái con mụ dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang này hành hạ như thế nào, đánh như thế nào, bảo là dạy con đó, không có đẻ cho nên là không có biết thương xót đứa con. Còn cái người cha thì một người bị ngu muội vì con Nguyễn Võ Quỳnh Trang này nói cái gì nghe cái nấy mà không biết bảo vệ con mình, quý vị khán giả. Thật sự Phương Văn nói đây xin lỗi các quý ông nha. Khi mà quý ông đã say mê con đàn bà nào đó rồi, quý ông không còn ngẩng cái mặt lên nổi nữa. Biết bao nhiêu cái câu chuyện xảy ra trước đây, cách đây một vài năm, quý vị khán giả, một người cha với một người mụ dì ghẻ đó cũng là đánh thằng bé đó quý vị khán giả. Thằng bé đó mà thoát chết đó, nó trốn về nhà bà nội nó, cuối cùng thì hai vợ chồng người 10 năm, người 12 năm đi vào nhà đá để bóc lịch đó quý vị khán giả. Đó, cũng nuôi con mà nghe lời mụ dì ghẻ mình. Ví dụ như có cái hoàn cảnh trớ trêu đi, hai vợ chồng không hợp nhau đi, mình chia tay rồi mình đi lấy một người đàn bà khác hoặc là một cái cô nhân tình nào đó, thì mình cũng phải, cái đầu óc của mình phải minh mẫn lên, mình phải có lý trí để mình bảo vệ con mình, chứ đâu có phải là mình nghe hoàn toàn rồi mình tiếp tay cho cái con bồ nhí nữa. Những cái con đàn bà mà vô tâm phá hoại hạnh phúc gia đình của mình rồi, xin lỗi quý ông lấy nó chỉ mấy ông, chỉ nuôi nó cái trọc đầu thôi, và nó không có làm gì tích sự để giúp cho một cái gia đình êm ấm hạnh phúc hết, chỉ nó hại mấy ông cho tới là tàn hơi kiệt sức, hoặc là mấy ông đem con theo thì nó cũng đánh, nó cũng là có những cái hành vi mà hành hạ con mình thôi. Thực sự ra những con đàn bà mà đã vô tâm vô can phá hoại hạnh phúc gia đình của mình rồi mà mấy ông còn nhào vô đó thì không khác nào mấy ông nhào vào đống lửa. Mà khi mà mê rồi, si mê rồi là không còn biết một cái gì nữa quý vị khán giả. Thực sự người đàn bà mà bị chồng phản bội nó đau đớn cho tới là tột cùng, không thể nào mà nói ra được quý vị khán giả, đau đớn vô cùng. Đó. Dù cho bù đắp cỡ nào, lấy cái gì bù đắp được tan vỡ hạnh phúc gia đình quý vị khán giả. Mà cái con đàn bà mà đang tâm đi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác, chẳng có con đàn bà nào mà tốt lành. Nếu mà tốt thì không vô để giật chồng người ta, không tốt thì không vô phá vỡ hạnh phúc của người ta.
những bậc phụ huynh mà làm cha làm mẹ của con đàn bà, mụ dì ghẻ cũng như là một cái con nhân tình. Mình làm cha làm mẹ mình phải dạy dỗ con mình chứ đâu có để con mình mất dạy tới cỡ đó, mất dạy đi giật chồng người ta rồi đi cướp chồng người ta đó, đi làm bồ nhí còn đâu mặt mày cha mẹ nữa, dòng họ đó. Bây giờ cha mẹ dòng họ cái cô Nguyễn Võ Bình Trang này ở đâu, ngẩng mặt lên hay là cúi mặt xuống? Và cha mẹ mình không biết dạy con mình từ thở nhỏ phải biết sống như thế nào nó có cái đạo đức, sống thế nào có cái lương tâm. Thực sự là người cha này không còn là cái phần con nữa quý vị khán giả, chỉ còn cái phần thú thôi chứ không phần con nữa, không phải là con người nữa. Chứng kiến cái cảnh mà con mụ dì ghẻ này nó đánh con mình như vậy mà vẫn tiếp tay, vẫn làm ngơ cho đến con mình tàn hơi kiệt sức luôn. Khi mà ban đầu lời khai nhận là nói đi làm, sau khi đó con mình ngất liệm rồi, cái con mụ dì ghẻ này nó gọi điện thoại mới về, thấy con mình như vậy, bế vô toilet đã hút mũi này kia nọ. Nhưng mà thật sự đâu phải vậy đâu quý vị khán giả. Cuối cùng thì cảnh sát điều tra người ta tra ra trích xuất camera thì biết được là hai người này ở trong căn hộ đó, vẫn ở nhà trong 4 tiếng đồng hồ. Thực sự một cái con người này đã học hành đàng hoàng tới nơi tới chốn làm chi, học đại học làm chi mà cuối cùng si mê mà tàn ác như vậy. Không nuôi được con mình thì hãy trả về để cho mẹ nuôi. Đó, mẹ lúc nào cũng bao bọc con, dù cho mẹ nghèo khổ vất vả cỡ nào mẹ cũng nuôi con được hết chứ. Còn những cái con người mà đàn ông mà phản bội vợ con rồi thì luật nhân quả cũng không có tha đâu quý vị khán giả. Bởi vì ông Kim Thái này nè, ông ác đó, ông ác với mẹ bé Vân An, ông có mồ có bịch rồi ông tìm mọi cách để ông về, ông là tìm mọi cách để ông ra khỏi cái gia đình và cuối cùng ly dị. Đó, cái sự phản bội của mình, luật nhân quả trong hôn nhân nó không tha cho ông Kim Thái này đâu. Cho nên tới ngày hôm nay, luật nhân quả đó quý vị khán giả, cái sự tàn ác của mình nó trỗi dậy, cho nên đến một ngày là mình phải đền tội quý vị khán giả. Mình phải đền tội, và con Nguyễn Võ Bình Trang này cũng là luật nhân quả luôn. Đã rơi vào luật nhân quả, bây giờ cũng phải đền tội giật chồng người ta. Đó, có cha có mẹ mà không biết dạy đó, những bậc phụ huynh như là cha mẹ của cái cô này không biết dạy giáo dục con mình từ nhỏ, cho nên tới giờ hôm nay phải xảy ra cái câu chuyện như thế. Quý vị khán giả thân mến, cái video sau Phương Văn sẽ nói về mẹ là bậc phụ huynh của Nguyễn Võ Quỳnh Trang phát biểu như thế nào, và bà nội là mẹ ruột của ông Kim Thái phát biểu như thế nào, để cho cộng đồng mạng đang phẫn nộ bậc phụ huynh của hai cái người này quý vị khán giả. Trong video sau Phương Văn sẽ chia sẻ tiếp với quý vị khán giả. Thật sự là ai cũng bức xúc trong câu chuyện này. Phương Văn cũng như đại diện cho quý vị khán giả, chúng ta nói lên các nỗi lòng. Ở đây Phương Văn nói, còn quý vị khán giả không có cái kênh YouTube, cho nên khán giả có thể bình luận ở phía dưới kênh của Phương Văn để chúng ta cùng nhau nói lên cái tiếng nói phẫn nộ, phản đối của những người tàn ác giống như ông Kim Thái và cô Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Chúng ta không thể nào chấp nhận được quý vị khán giả ơi. Thật sự ở đây là thương bé Vân An đã ra đi vì cái bàn tay của một cái con người bất nhân, bất nghĩa, những người vô lương tâm. Và mẹ của bé thì càng đau đớn hơn quý vị khán giả. Trước đó không có được thăm con, cho nên là nhiều lần gửi đơn để là cho các cơ quan chức năng can thiệp. Nhưng mà cuối cùng đâu vào đó là cũng không có giải quyết được thỏa đáng. Cho nên cuối cùng thì không có có thăm được con mình mà phải lén lút. Thực sự khi qua cái câu chuyện này, chắc có lẽ là các cơ quan chức năng nên rà soát lại những cái vấn đề mà vấn nạn trong xã hội như các câu chuyện của bé Vân An đó quý vị khán giả, thì phải rà soát lại, phải triệt để. Khi mà gia đình có những cái dấu hiệu như vậy thì phải can thiệp triệt để, chứ không thể nào mà để cho mẹ của bé Vân An mỗi lần muốn gặp thì phải xin xỏ, phải lén lút. Và đồng thời khi mà cái cô giúp việc bị đuổi việc luôn là đâu còn ai, mẹ bé Vân An đâu có liên hệ được ai. Liên hệ ổng thì ổng đâu có cho, ổng cấm mà. Đó, đến nỗi là cái người giúp việc mà dẫn bé xuống mấy lần cho gặp mẹ là ổng đuổi luôn quý vị khán giả. Thật sự ông Kim Thái này, ổng có chết đi 8 lần như vậy là muôn đời muôn kiếp của ông Kim Thái này không bao giờ ổng đào thai được quý vị khán giả ơi. Vì quá ác,
Bây giờ mình phản bội vợ con mình đi theo cái con nhân tình, con Nguyễn Võ Quỳnh Trang này, nó đã đang tâm nó phá hoại hạnh phúc gia đình của mình. Là con gái nha, đàng hoàng tử tế như vậy, sao không đi kiếm được cái thằng chồng, thằng bồ nào cho nó đàng hoàng tử tế, mà đang tâm đi vô giật chồng người ta, đi vô phá vỡ hạnh phúc gia đình của người ta, và cuối cùng là hành hạ con người ta cho tới là tàn hơi kiệt sức mà ra đi dưới bàn tay của mình như vậy. Thật sự cha mẹ của cái mụ dì ghẻ này nè, Nguyễn Võ Quỳnh Trang này, không biết là có dạy con mình hay không, từ nhỏ không biết dạy con mình sống thế nào cho có đạo đức, sống có nhân có nghĩa. Và những lời phát biểu của mẹ của cái cô Quỳnh Trang này làm cho cộng đồng mạng dậy sóng. Phương Văn sẽ chia sẻ video sau quý vị khán giả. Còn trong video này Phương Văn sẽ nói và đại diện cho chúng ta nói lên những cái lời mà thực sự là hết sức là công phẫn của cái đối với cái ông là Kim Thái với cô Nguyễn Võ Quỳnh Trang này quý vị khán giả. Phải nói là quá đau đớn đi khi mà con mình hành hạ như vậy trước mắt mình. Ví dụ bây giờ con Nguyễn Võ Quỳnh Trang này nó nổi cơn điên, bị nó đâu có đẻ quý vị khán giả. Nó đánh một cái, hai cái thì ông Nguyễn Võ Kim Thái này ổng cũng phải ra tay, ổng binh vực con mình và ổng giải thích cho con mụ dì ghẻ này như thế nào chứ. Còn cái này ổng để cho là cái con kia đánh rồi đạp, dùng tay, dùng chân đánh đạp vô bụng, vô đầu, vô âm hộ. Và đồng thời con bé nó ngất xỉu lên, xỉu xuống vậy, đỡ lên ghế và tiếp tục là hạ cắn tay, thượng cắn chân tiếp quý vị khán giả. Trời ơi, nói khi mà nói tới đây quá đau đớn. Con bé nó mới 8 tuổi, nó không biết kêu cứu với ai. Bởi vì có những lần ông Kim Thái, ông khai với tòa là con bé Vân An này, nó nói nó sợ mẹ Trang lắm. Không sợ làm sao được quý vị khán giả. Trong khu chung cư thì nhà ai nấy ở, và những người xung quanh người ta không muốn liên quan tới gia đình của người khác, cho nên ở trong nhà đóng cửa đó rồi đánh đập bé, rồi bé nó cũng không có chia sẻ với ai. Chính ông Kim Thái, ông nói nhiều lần thấy bé bầm mà hỏi bé thì bé nói bé té thôi. Mà mình là người cha, mình cũng phải biết con mình té chỗ nào, nó đi chỗ nào, nó vấp ngã, nó té, mình phải biết chứ. Đâu phải té chỗ này, té chỗ kia. Thật sự một người cha không có quan tâm tới con, cho nên con bé Vân An nó không dám nói. Nó không dám nói là con mụ dì ghẻ hành hạ nó trong suốt thời gian qua. Chúng ta thấy nghĩ lại hết sức là đau đớn. Bởi vì bé Vân An ra đi là quá quá đau đớn và quá uẩn ức. Mà bao nhiêu tháng ngày sống trên trần gian này giống như là một địa ngục, chị quý vị khán giả. Bây giờ em đã ra đi dưới sự tàn độc của mụ dì ghẻ này, thì lương tâm của người cha có còn lương tâm nữa không, hay là chó cắn đi mất rồi đó. Bây giờ là cái đôi này nè, ông Kim Thái nè với cô Quỳnh Trang này nè, đi vô nhà đá mà ngẫm nghĩ lại những cái hành vi của mình, con người của mình mất nhân tính. Mình ăn học làm gì, mình có ăn học làm gì, học đại học ra đó mình ăn học làm gì mà đến này là đến lúc này mà con mình không biết bảo vệ được con mình. Mà tận mắt mình, ông Kim Thái, ông chứng kiến Nguyễn Võ Quỳnh Trang hành hạ con mình suốt 4 tiếng đồng hồ trong những giây phút cuối đời của con. Thì thử hỏi ai tha thứ được, chỉ có súng đạn tha thứ mình thôi. Không có ai mà tha thứ nổi cho mình. Mình đi xuống với Diêm Dương cũng không có tha thứ nổi cho mình đâu, ông Kim Thái ơi. Thật sự là bây giờ cuộc đời này, ông phải đền tội và cô Nguyễn Võ Quỳnh Trang này đi xuống Diêm Dương á. Tìm con bé Vân An mà quỳ xuống mà xin lỗi con ha, quỳ xuống xin lỗi con. Và Diêm Dương cũng không có tha thứ cho hai con người mất nhân bất nghĩa như thế này đâu quý vị khán giả. Khi mà chúng ta biết ra sự thật rồi, lúc đầu lời khai của ông Kim Thái là ông đổi thừa A, B, C, D đủ thứ. Ông không biết nào là ông không biết là cái cô Quỳnh Trang này bạo hành như vậy. Còn cái con Quỳnh Trang này thì nó chối tội là quanh co, nó dạy, nó chỉ là quánh dạy thì vậy thôi chứ không nghĩ tới cái hậu quả như vậy. Trời đất ơi, trong 4 tiếng đồng hồ, công an đã trích xuất camera ra đó quý vị khán giả, là thấy nó là nó hành hạ con mà xỉu lên xỉu xuống, con bé nó không còn cái sức để nó ngồi nữa, mà nó kéo lên ghế để cho con bé ngồi, rồi nó dùng tay dùng chân nó đạp vô bụng vô đầu đủ chỗ hết trơn. Con bé ngã xuống nó kéo lên,
thì thử hỏi làm sao con bé nó còn sức mà để chịu đựng nổi nữa. Thực sự cha nó ngồi đó mà nó không lên tiếng được, để nó kêu cha nó cứu nó. Quý vị khán giả ơi, thực sự nói tới đây hết sức là thương tâm. Khi mà con bé Vân An nó bị cái cô Nguyễn Võ Quỳnh Trang này là đánh liên tục như vậy, liên tiếp như vậy, mà cha nó ở đó mà nó không mở lời để nó kêu cha nó cứu nó, quý vị khán giả, thì nó không còn cái nó quá bất lực, không biết kêu ai. Và còn bé quá cho nên là đóng cửa rồi, chung cư đáng lẽ chạy ra ngoài thì cũng kêu được, nhưng mà đành bất lực để cho mẹ kế đánh lên đánh xuống cho tới là chút hơi thở cuối cùng luôn, vì cái sự bạo hành của cái con Nguyễn Võ Quỳnh Trang này. Trời đất không bao giờ dung tha cho những con người như thế này. Hai con người này trở thành là con thú rồi chứ không phải là cái con người nữa, quý vị khán giả. Quá đớn đau cho một kiếp người. Thực sự khi mà chia sẻ cái hoàn cảnh như thế này, mẹ của bé Quân An quá đau khổ, quá đau đớn tột cùng luôn. Phải nói là vừa sự phản bội của một người chồng ra đi đó, là để cho gia đình tan nát, đi theo bồ bịch vợ bé, đi thì đi, đừng có hành hạ vợ con mình đó. Rồi tới nào, đến lúc nào tàn hơi kiệt sức rồi đó quý vị khán giả, rồi mới thấy mình làm vậy mình có hối lỗi với con mình, hối lỗi với vợ mình. Nhưng mà cái ông Kim Thái này, ổng nhập cái phần quỷ, cái phần mà thú vô người ổng nó hơn cái phần con người ổng, quý vị khán giả. Ổng ngồi đó ổng chứng kiến mụ về ghẻ mà bạo hành con mình như vậy, mà ổng không một lời nào cản ngăn. Tới lúc mà con bé nó không còn sức nữa, gượng nữa, cơm cháo nó trào ra mũi nó rồi, ổng mới đem vô toilet, ổng mới chở đi cấp cứu. Chứ không thôi là nếu mà con bé nó còn gượng nổi đen là hai người này tiếp tục, không biết là họ có uống thuốc gì hay không, là uống cái gì hay không, mà con người của đầu não nó không còn mà để cho con mình đến nông nổi như vậy. Kính thưa quý vị khán giả, đôi khi Phương Văn nghẹn lòng và bức xúc chia sẻ lên đây, mong quý vị khán giả thông cảm. Phương Văn của Phương Văn chỉ là chia sẻ những cái cảm nghĩ cá nhân của mình. Còn quý vị khán giả như thế nào thì chúng ta hãy bình luận phía bên dưới để cho chúng ta cùng nhau lên tiếng, để cho cộng đồng là một cái thế lực rất là mạnh, cộng đồng rất là thông minh khi chúng ta biết ai đúng, ai sai, và chúng ta lên án những con người tội lỗi như thế này, quý vị khán giả. Trong video sau thì Phương Văn sẽ chia sẻ về hai bậc phụ huynh của ông Kim Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang như thế nào nha quý vị khán giả. Còn bây giờ Phương Văn xin phép khép lại cái video này. Mong tất cả quý vị khán giả đồng hành cùng với Phương Văn tiếp theo câu chuyện này trong những video sau. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.